Sau vậy này là anh tới ngày anh đi nằm mấy đâu người nghỉ chưa, cái là năm đợi nữa ăn cơm á, ăn cơm lại lại anh quấn cái giò anh đợi cho ăn nghe nữa đâu, anh lùng những chân anh bự lắm giống như chuột chuỗi á. Anh láo lắm, nhìn anh láo luôn rồi, láo lắm luôn. Xin lỗi, tôi không hiểu nhưng bạn. nít vậy. Cái gì là tôi không hiểu với bạn gì? Nè mọi người nhìn ra đùi đã không? Xíu mà mọi người, cái bàn tay mình rất là nhỏ mà mọi người thấy không? Lùng, lùng quá tử. Cho lùng. Lùng quá tử. Chưa lùng. À, hôm trước mình nói với mọi người là cái video này mình nói tại sao mà có con siêu lùng giống nhà mình nha. Là cách đây khoảng 7 tháng hôm Tết mọi người. Tết Tết âm lịch 2021 á. Mình đi về với dưới quê á, rồi ở nhà cái bên cũng nhà bà con dòng họ nhau thôi. Là mùa trước mình về thì cũng có mấy chú chó nhỏ chó con á, trong cái kênh mọi người chắc có coi, lúc đó là vợ của mình ghi hình. Thì có mấy cái video mà có mấy con chó mà nó chó nhỏ xíu mới mới đẻ nó bú sữa mẹ luôn người. Là trong đó có con sùng này nè. Rồi sau đó vợ mình lựa chọn xin người ta. Rồi biết sao người ta cho, lúc mình mới về có quay mấy mấy video mà nó đang bị nhạ là cái lông của nó xù mà nó màu đen, cái đuôi nó gì nè mọi người, nó đen nè. Rồi giờ lớn lên nó rụng lông biết sao nữa, nó còn mấy chỗ màu đen thôi, như nó thành màu vàng với lại nó mất hết xù mà còn lại trên cái vành tay nè, vành tay hai bên vành tay vẫn còn xù nha, mà lại trên trên mình nó hết rồi. Rồi lúc mà mình đem về lúc đó mình bỏ trong cái thùng, mọi người nhìn tội nghiệp lắm, nó không dám la dám kêu nó. Mình chạy cỡ khoảng mình đi ghé nghỉ hai chỗ, mình khoảng hơn trăm mấy cây số mọi người, nhìn tội nghiệp lắm. Mà lúc mới về trên này hả, tối ngày anh cũng ngủ không à, giống như thì giống như nít lúc nhỏ ngủ không à, mà tối là anh đi anh phá cắn này kia. Mình bây giờ được mới có 7 tháng mấy tuổi à, 8 tháng rồi chứ, nếu tính luôn thời gian trước Tết 8 tháng rồi, giờ anh đỡ lại không có cắn phá nữa. Ở nhà mình giờ nuôi con sù này là sinh mới nhất, trước đó thì con vàng, con sữa với con lưu nữa, mà con sữa thì chết còn lưu bị mất mọi người. Lưu mất gần năm rồi đó, ngày 5 tháng 9 năm 2020 nè, bây giờ là gần được năm rồi đó, không biết có khi nào mà nó quay về không nữa. Nếu mà quay về chắc là mừng lắm mọi người. Còn con sữa thì chết rồi, sữa nó bị bệnh không biết bị sao nữa mọi người, không có đi bác sĩ thôi kịp á, cứ đi tới đi kịp rồi nó không sao, nó chết luôn. Một con chuột xù, một con chó xù, liếc liếc à. Con chuột chuỗi người ta ngủ mà khều khều móc móc hoài à. Em vàng vô à, vàng vô nè con, đây vàng cả năm đi tới đây ngoài nhà mình lại giờ hai con chó vàng luôn. Nhìn là mọi người tưởng đó là bà Trời con với nhau không mọi người, mà không phải bà con với nhau nè mọi người, nhiều vàng nè, hai cái mỏ giống hệt nhau. Hai con này cái hai con nào mẻo đầu luôn kìa, nhà này hiền lắm mọi người. Để bữa bữa khác mình sẽ ghi hình tại sao mà chó vàng mình nuôi được bao lâu nay nữa mọi người. Duy nhất chó vàng là chó cái mình nuôi lâu luôn, đẻ nhiều lứa luôn, nhưng mà cuối cùng những chó đực thì nó bị mất bị chết. Vàng này hiền lắm mọi người. Hôm trước mình có quay một cái video mà nó bắt con chuột cũng lâu rồi mọi người, cũng một năm rồi đó, bắt chuột là nó ngậm ở trong miệng nữa đó. Hai chị em cắn người ta. Hôm trước là vàng này mới đẻ một lứa trước rồi mọi người, nếu mà nó lớn thì chắc nó cũng bằng chó sù. Với đợt sau nó có con một đợt nữa nhưng mà nó bị hư mọi người, không biết sao mà nó bị hư nữa, để có mấy lứa rồi đó. Thời gian này mình lại nghỉ dịch mọi người, cũng không có đi đâu cũng làm gì, thì cái kênh tập trung mình chắc có quay qua kênh cuốn cỏ này nhiều. Hôm trước mình quay mà tạm ngưng hoài mọi người, tại bận việc. Bây giờ thời gian này tình hình dịch căng thẳng quá, nó không có đi đâu được chứ, nếu ở trong nhà. Ừ, nó làm bạn với hai chó nè mọi người.
Hãy một nữa mình quay buổi tối á, mình quay buổi tối nhiều hơn cái này. Ban ngày đa phần nó đi ngủ mọi người. Buổi tối lúc mình cho nó ăn cơm á. Lúc trước mình có hay quay mấy video mà cho ăn lu vàng với ăn sữa ăn cơm mọi người. Mọi người có thể xem các video trước á. Sâu. Đó, nó ngại giỡn vậy luôn. Để quên lấy điện thoại em quay nha, điện thoại em quay trong điện thoại nữa không đẹp. Đó, giận nữa đó. Hôm giờ mình kết thúc tại đây nha mọi người. Thế bây giờ sau mình sẽ quay cái vàng nhiều hơn. Nói nên quen sụ. Sâu luôn. Sâu luôn. Nói điện thoại ai vậy? Tin nhắn. Thôi mình kết thúc video mọi người.